Hello, chúng ta lại quay lại với nhau rồi. Hôm nay mình lại có thêm một clip nữa về cái level. Ok, thì bây giờ chúng ta ở đây làm gì? Bây giờ chúng ta ở đảo cá để làm gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ xếp số 3 một đảo về cá. Cái clip này thì level 200 lên 300 nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ xếp số 3 một đảo về cá. Thì bây giờ chúng ta bay qua cộng bộ hạnh. À quên, vào nhà tu, quên. Mẹ bị nghiện cục bộ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bay qua đảo nhà tù để có thể đánh con Warden. Còn level 200 thì chúng ta chỉ đánh được con Warden thôi. Con Chip Warden với là con Doflamingo thì vẫn chưa đánh được. Nên bây giờ mình sẽ đánh con Warden trước. Cá nên bay chậm ấy. Chúng ta phải... Ok, tới rồi. Thì hiện tại bây giờ anh em nghĩ tại sao lại có Doflamingo đúng không? Bởi vì con này nó rất là hiếm. Anh em đi hàng chục cái server chắc cũng không tìm thấy. Đây, có luôn nha. Đấy. Rồi, kê đánh qua đợt. Rồi. Chém qua. Rồi bây giờ đã có qua đợt rồi nha. Đủ, Doflamingo với chiếc qua đợt biến mất rồi. Rồi, đẩy luôn này. Đó. Cái con này thì nó sẽ không làm được gì mình đâu. Cho nên anh em đừng lo. Đấy. Saber. Lấy Saber ra chiến thường. Đấy. Mày không thể làm được gì tao cả. Con gà bắp này. Mấy cái con này cũng khá là yếu nha anh em. Cho nên anh em đánh rất là dễ. Đấy. Mình chỉ việc mình đứng rỉa mà chính là cái Saber mình còn chưa luyện mastery luôn các bác ạ. Bây giờ không có chiêu, chỉ việc chiến thương thôi. Gà lắm. Chưa gì gần chết rồi. Cái con gà này. Thì bây giờ mình không biết mình nên luyện mastery do cái nào đây. Thôi chắc mình luyện cho Saber đi. Chém mất ma để sau vậy. Đó, chết rồi. Thì chúng ta cũng lên mastery 46 luôn. Lên level 201 quá. Cũng khá là lâu, anh em cứ đánh con này đến level 225. Đúng rồi, level 225 thì chúng ta sẽ nhận được nhiệm vụ con chết qua đợt. Đây, mình sẽ cho anh em xem. Đây. Đây. Đó, chết qua đợt sẽ là 225 nha. Anh em cứ đánh con Warden đến level 225 á. Thì bắt đầu chúng ta sẽ chuyển qua con chiếc Warden. Bây giờ mình sẽ thoát server rồi lại vào một server khác để có thể đánh được. Wow. Đây server VIP nhưng mà... Này server VIP này cũng một mình ạ. Nhưng mà có vẻ... Bạn kia bạn đánh mẹ con Doflamingo rồi. Thì bây giờ mình sẽ thoát server nha. Ok. Và hello. Chết mẹ lại nhầm và mình bị nháo cáo. Kiểu điếu gì rồi. Ok. Bây giờ mình lại có một server có con Warden đây. Thì bây giờ mình sẽ đánh Warden nha. Ok. Sau con này thì mình sẽ cắt video này. Chứ đợi đánh lâu lắm. Đây là server VIP nha. Cho nên có một mình đánh con này thôi. Wow, chú có vẻ rất ngầu nhưng anh rất tiếc. Còn chưa thấy con chết qua đần được quá, nhưng mà mình cũng chẳng quan tâm con này lắm. Ôi dồi. Biến. Ôi, chết mẹ chết rồi. Ôi, xịt chết các bác ạ. Con này mà nó đụng được vào người mình thì thôi, một chém là mình cũng đai rồi. Xem liên tục chém lướt thì nó sẽ chỉ khiến nó chết sớm rồi và nó chết rồi. Yeah boy. Wow, đây, các bạn nên thấy đây là chủ server nha. Đây là chủ server VIP. Thì mình cũng cảm ơn bạn này, đó chính là... Máy như cứt Ali qua đây. Thì mình cũng cảm ơn bạn này là đó đã tạo
ra cái server test này để server VIP để mình có thể vào, và bạn đặt tên server VIP là Fan KL Roblox. Ok, có vẻ đây fan chính chính này, fan chính chính, fan chính chính. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái đoạn đến khi mình lên level 225 luôn. Ok, wow, trong lúc mình cày đúng không ạ, trong lúc mình cày con Warden thì lại có một sự thật bất ngờ, đó chính là mình lại nhặt được trái quỷ. Wow, mình phải gọi là best of nhân phẩm của năm rồi. Chúng ta không còn đây thì nhặt trái ai trái băng đây để sát mặt lại cho nhân phẩm chiêm ngưỡng trái băng. Ok, đây là trái băng này đấy, trái băng đấy. Wow, không ngờ nhân phẩm trong năm nay của mình quá nhiều đi. Nhặt được trái Hito, trái mặt ma, trái băng, trái gravity và rất nhiều trái khác. Trời ạ. Thì bây giờ mình sẽ mang đi cho nha. Giờ mình sẽ mang đi cho. Có vẻ mình làm việc thiện hơi nhiều. Có vẻ bạn này đang cần thì mình hỏi bạn đó ở đâu thì bạn không nói. À, đâu? Chỉ cần bạn đó trả lời một cái thì mình sẽ tới ngay. Nhưng mà theo như tình hình bạn đã bảo bạn đó mới chơi thì hiện tại mình đang suy đoán là bên đảo Hải Quân. Thì mình sẽ qua đảo Hải Quân và cho bạn ấy nhé. Đừng cắn nhầm rồi, chỉ cần cắn nhầm một phát thôi là ăn cứt cả ngày. Thì bây giờ đâu rồi ta, đảo Hải Quân bên kia kìa. Ai solo sật xa S lo không? Cái đó là một câu đùa. Mình nghĩ đấy là một câu đùa chứ không phải một câu gạ solo. Bây giờ mình sẽ vào đảo này xem có ai cần không. Thì bây giờ xem nào bên nào. À đây đây. Trời ơi, hải tặc không có một ai cả. Vãi hang con đẹp bạn. Không, không có ai cả. Trời ơi. Không, bạn nó không nói cho mình ở đâu thì mình biết ở đâu mà cho đây. Bây giờ mình sẽ qua mít đồ thao. Đúng là bạn đó cần thật nhưng mà trời, lúc đầu nhìn thấy cái màu xanh ấy cứ tưởng trái Tori cơ các bác ạ. Mình lại đang cần trái Tori. Bạn kia đang đổi bảo là lấy trái băng để cho mình trái lửa. Trời ạ, lỗ thế ai mà chơi. Lỗ 70.000 là ui. Có so. À, nhưng mà so thì mình cũng có rồi. Có kiếm một so rồi nên mình sẽ không đánh nó nữa. Mà mình sẽ để yên cái đấy, cái level ở đây để tiếp tục cày. Kìa. Giờ mình sẽ qua luôn này. Bạn kia cứ đòi đổi cơ. Trời ạ. Đổi cái gì mà đổi. Đổi làm sao mà đổi được, lố thế mà. Một trái 350.000, một trái 250.000, tận 100.000 belly của người ta ấy, ông cố. Wow, mình chính xác đã bị cú lừa rồi các bác ạ. Không chắc thì mình sẽ đi cho cả bắp ăn. À, đâu? À, tôi cho ai này không thấy bạn đó ở đâu hết. Đang cần trái Tori thì thấy mũ xanh xanh lại tưởng trái Tori lao vào nhặt. Biết thế đừng có nhặt để cho người may mắn tới sau. Đổi không hả? Tất nhiên là không rồi. Đổi trái lửa thì mấy bạn tân thủ không thích lắm. Bởi vì mấy bạn tân thủ thì thường trái nào đắt hơn thì trái đó sẽ ngon hơn. Đối với mấy bạn tân thủ. Trời ạ, cứ cho tôi đi mà trong khi còn nói ở đâu đâu. Mà ở đâu? Không trả lời nữa là tắc nghẽn mạch máu ấy. Ở đây mà nhặt được thêm trái quỷ nữa nha, đúng best of nhân phẩm luôn. Có xanh tóc đỏ.
có xanh tóc đỏ. Bạn ở đâu? Trời ơi, bây giờ bạn không nói ở đâu thì mình tìm bạn bằng niềm mà. Đâu rồi? Chắc mình sẽ cho con cá mập ăn rồi các bạn ạ. Nó không thèm nói ở đâu luôn. À đây, có người rồi, có người rồi. Ê, bùm. Ok, bây giờ mình sẽ drop rui ra cho bạn ấy. Drop rui. Ấy chết cha, mình phải cầm trái nó trên tay. Đây, sau đó mình sẽ nhấn lại. Đây, đây. Trời ơi, vậy là mất mở cái băng rồi, trời, không kịp cho. Vậy là bạn kia không có phước hưởng rồi, trời ạ. Còn đang mãi nhấn lệnh thì bác kia bác cho một quả thôi, xong rồi. Vậy thì tiếp tục cài đi. Thì ok, hiện tại mình đã level 225. Thì bây giờ mình sẽ được nhận nhiệm vụ chip warden nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nhận cả hai nhiệm vụ luôn, đó chính là Warden và Chip Warden. Thì bây giờ mình sẽ đánh con Warden trước xem. Ui, quên quên, chưa kịp nhìn, chưa kịp nhìn, bây giờ mới nhìn này này. Mẹ nó chém một phát mà một, ui rồi ôi trời ơi, đùa nhau chắc. Trời ạ, mình đụng ngáo luôn. Thì bây giờ hết ngáo rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào xử lý hai cái con chó đó. Anh em bây giờ từ level 225 trở lên, anh em cứ nhận nhiệm vụ chết qua đần với qua đần nha, chỉ hai nhiệm vụ đấy thôi. Lên level 250, ok, cứ đánh hai con đấy cho đến level 250. 250 với 25 level này chứ mấy, 25 level chứ mấy. Bây giờ mình sẽ lao và mình đánh con qua đần luôn, con chiếc qua đần thì để sau. Ok, đấy, ui, ui. Rồi rồi rồi, lao vào lao vào lao vào. Bố nào, lúc nãy mày giết ai, 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 mày tuổi cái con chó này. Yes, rồi ok, ui đâu thế, để nó chém trúng một phát là sẽ thành như thế đấy. Wow, gần chết rồi, gần chết rồi, một chém, khoảng hai chém nữa là chết rồi. Rồi chết rồi, chúng ta lên vào 226. Bây giờ mình sẽ qua mình nhận con qua đợt à, chết qua đợt đây đó. Rồi 10k tiền cũng khá nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đánh con chết qua đần này, mong là được thanh qua đần của nó. Đây, cái thanh cơm trên tay, thanh qua đần cũng là một thanh khá là mạnh nha. Không, mình không phải mạnh lắm đâu, mà chỉ nó dài thì mình chém lướt nó sẽ kiểu easy hơn thôi, chứ còn cái thanh nó đam yếu lắm. Thế ok, chưa gì nửa cây rồi em, chưa gì nửa cây rồi. Mình còn không dùng tới chép quỷ chép nó lắm rồi đấy, mà có dùng chẳng gì được nó. Ok, quậy quậy, chém lướt trượt, chém lướt trượt đấy. Kiếm của nó rất là dài cho nên chém lướt phát là phải lướt đi luôn, chứ không là ở lại là hành ngập mồm ấy. Chưa gì sắp chết rồi mày, thanh qua đần đi, để cho vào bộ sưu tập cho đẹp. Có thanh qua đần đi, thanh qua đần. Ui, không có thanh qua đần các bác ạ, chán vậy. Thì bây giờ mình sẽ qua một server khác để có thể solo với hai con này. Ok, bắt đầu nào. Thì ok, đây lại là một server có cả hai con rồi. Thì bây giờ mình lại nhập đánh con qua đần.
Sau hai con này thì mình sẽ cắt tới đoạn 275 và 250 rồi, 250 luôn nha. Thì đánh với con này lâu lắm, thì chuyện tìm server rất là lâu luôn. Cái giai đoạn từ 200 lên 300 này là cái giai đoạn khó nhất mà mình từng trải qua đấy. Từ chắc từ 900 lên 1000 nó còn không khó như thế này đâu. Và mình sẽ đánh hai con này luôn. À, cũng khá là trâu bò đấy chứ. Đánh hai con này cũng nhanh thôi. Mình chỉ mong được thanh qua đần một con kia để cho bộ sưu tập thôi, chứ mình cũng chẳng lấy làm gì cả. Yeah, lên được 2 level luôn, 230 luôn rồi. Chỉ cần 20 level nữa thôi. Thế là mình nhập đánh con chip vào đần. Đây, chip vào đần. Đây, miêu. Rồi, ok. Xem. What? Quay là mini. Con này có bắt con này có soru à, dịch chuyển à. Ui, what the fuck, cái quái the fuck gì xảy ra vậy nhỉ? Ok, bây giờ mình vào qua đánh lại, mình không tin là nó có soru đâu, chắc chỉ là lát thì thôi. Mà binh của mình là 159 à, binh cũng không cao. Mà sao lại bậy nhỉ? Định mệnh. Đù. Bạn kia tên là trái tên Mochi vải hanh. Thấy chắc thành niên nghiện Mochi. Kìa, cái con hack game gì rồi, con lò hack game. Bây giờ chúng ta sẽ vào hành sức mặt luôn nhá. Đây, nó đâu dịch chuyển được đâu. Trời, lúc này lỗi game. Quá. Lướt luôn này, đấy. Đánh con này là phải lướt liên tục. Chứ không là bị anh này ngập món ấy. Ui, không dính. Băng là được thanh qua thân. Đấy rồi. Chúng ta mong là có thanh qua đần đấy các bác ạ. Qua đần đi. Mày cầm chắc thế, mày chết là mày phải thả ra chứ, đúng không? Mày chết mà mày cầm theo làm gì? Ok, bây giờ thì chú có cầm không, đưa cho anh giữ hộ cho, lớn lên anh đưa cho mà xài. What the fuck, vẫn chưa có. Trời ạ, à. Đúng là cái kiếm của con quả đần, chiếc quả đần này rất là khó ra. Trời ơi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt nha. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng tới level 250 nào. Và ok, bây giờ hiện tại mình cũng đã lên level 250. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ đánh cả ba con luôn. Thì bây giờ mình sẽ nhận đánh con Doflamingo trước. Còn đấy là con ủi vải đái, con nhiều tiền nhất mà tất nhiên ông nói chung nhiều kinh nghiệm và nhiều tiền nhất luôn. Mình sẽ vào đánh nó luôn. Còn con chip Gordon thì không có mất rồi. Nhưng mà cứ đánh ba con, anh em cứ đánh cả ba con với mình. Nên là mình sẽ lao vào đánh con này luôn ạ. Đây, một chém, hai chém, ba chém. Mình sẽ hướng dẫn anh em đánh con này không mất một giọt máu. Đấy, cứ đợi nó dùng skill xong anh em sẽ lao vào. Một chém, hai chém, ba chém rồi lại lướt đi đợi nó dùng skill. Đấy, xong rồi dùng skill. Một chém, hai chém. Ui, bang. Không sao. Trời ạ, anh có xe like, anh bay. Cái chết trên điện thoại rất là khó. Cái chuyện gì, chuyện di chuyển là nó vô cùng khó luôn nha nhé. Cho nên là ui, có thanh niên chỉ nhau. Mẹ mày, úi trời ơi. Anh lôi cả mẹ vào chửi thế này. Trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt Haki lên này. À mà từ. Quên. Đây là vẫn còn được cậy. Một chém. Rồi anh em đợi từ nhá. Mình đang di chuyển vô cùng khó trên điện thoại đây. Đợi nó dùng skill này. Skill rồi. Một chém, hai chém, ba chém.
skill một phát. Chạy chạy. Một chém này. Hai chém này. Ba chém. Đó, anh em cứ làm theo mình là phải cân con này vô cùng easy luôn. Một chém. Hai chém. Ui vãi. Lại nữa. Trời ơi. Thật luôn, không thể chạy nhanh được. Mặc dù mình đã có tốc thọ rồi nhưng mà không chạy nhanh được. Giờ mình sẽ vào mình đánh lại. Để quên mất mang cái kia mới ghê chứ. Để tí nữa mình quá biết đồ sao mình sẽ lấy lại cái ở trong túi đồ. Chứ cái mũ Usopp này thì mình có cần đâu. Trời ơi. Mình có cầm súng đéo mà tăng điểm súng. Ok, bây giờ nó hồi đầy cây rồi gì. À không không, chưa hồi. Chưa hồi đầy cây. Một chém nữa. À chưa chết à. Rồi. À xong. Chúng ta giết được con Doflamingo. Giờ mình sẽ nhận nhiệm vụ đánh con Warden. Còn con chip Warden thì có vẻ nó mất rồi. Ôi nó đứng sẵn kia đợi mình luôn kìa. Vái hành vái tỏi. Xíu. Và bây giờ đánh con Warden thì easy thôi mà. Xem. Ôi không dính. Ui skill không dính. Cay vậy đấy. Ok ok ok. Nào con đấy. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. 500 máu ơi. Xít nữa bị nó chém. Rồi rồi. Một chém nữa thôi. Vài chém nữa là em nó đai rồi. Gà lắm. Ui. Em nó sắp đai rồi. À, vừa đúng lúc con chip Warden nó hồi sinh. Rồi bây giờ thì mình sẽ đánh con chip Warden luôn. Có vẻ hên đấy, hên đấy. Rồi. Em mê. Một chém. Hai chém. Con này thì không ba chém được. Đây nữa này. Đây nữa này. Ây. Xem. Có vẻ mình còn không dùng tờ trái lai luôn. Anh em đến khoảng tầm level 200 này là có thể mua trái lai rồi nhá. Mình thì nếu như để dành tiền thì cũng có thể mua được Bicento. Nhưng mà hiện tại mình cũng chưa cần thiết đến Bicento. Cho nên mình mua trái lai để cày tiền cho nhanh. Mình nói thật anh em mà mua trái lai mà cày khoảng 30 phút thôi là tiền anh em tiêu không hết luôn. Là thừa tiền mua cả trái quỷ update 11 luôn á. Nhưng mà hiện tại mình đang farm mấy con boss rồi. Đó, farm cũng nhanh cơ mà. Nhưng mà chuyện tìm server thì hơi khó. Đó, cộng hết vào điểm kiếm. Rồi, bây giờ mình lại ra tìm một server khác có full 3 con nha. Và ok, cuối cùng mình cũng đã lên level 299. Thì bây giờ mình sẽ nhận nhiệm vụ đánh nốt hai con này. Wow, thì sẽ lực lên level 300. Thế là mình sẽ nhận đánh con chip Warden trước. Con Warden thì để sau. Sẵn cứ đuổi nhau mình. Đây con chip Warden của chúng ta. Và mình cũng đã có cái kiếm của nó rồi. Cho nên giờ mình sẽ không. Ui. Mình sẽ không đánh nó vì mục đích lấy kiếm. Ít mấy rồi. Trời ơi. Mà bị lag các bác ạ. Mình tận 200 cơ. Bây giờ mình phải bật cái fast mod này lên. À, binh kìa. Ui, binh nó nhảy lên cao càng cao các bác ạ. Nên mình phải đánh hai con này nhanh. Và hình như có một bạn nhặt được trái lửa. Đang đi sâu xé cho nhau. Thì mình cũng không cần trái lửa nữa. Mình có trái... ui, mạnh vãi nó ngoài kìa. Từ từ bình tĩnh đó bạn ơi. Lúc ấy chưa kịp bật run bạn ơi. Chưa kịp bật run bạn ơi. Bạn ngáo quá. Chém chết cha bạn. Chưa kịp bật run. Mày có đừng. Tao đang bị lag. Đừng có mà lag. Ok thì bây giờ con này cũng khá dễ đánh thôi. Không có gì khó cả nếu như anh em không lag. Còn nếu như lag thì đánh hơi khó một tí. Rồi. Sắp chết rồi. Ô rồi. Đai luôn rồi. Con Warden nữa thôi là chúng ta sẽ lên level 300. Rồi. Con Warden thì quá là easy rồi.
không có gì. Ui, bắn rồi. Thôi, mình cũng phải kiếm một vài phát để ăn hồi các bác ạ. Solo bây giờ mới có level 299. Đi solo với mấy cái bác này nguy hiểm lắm. Yes, chém nửa cây rồi, giờ bác nó có giết mình vẫn được ăn hồi các bác ạ. Rồi, giết đi. Đấy, khổ thế đấy các bác ạ. Bạn nó còn chưa luyện xong chiêu thả thiên thạch cơ. Chắc chắn là mình ăn hồi rồi. Lên level 300 luôn. Thì bây giờ mình cũng đã lên level 300 rồi. Nếu như anh em thấy hay hãy like và subscribe cho kênh mình. Bây giờ thì bye.